Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 7 ngày 26 tháng 10 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, xúc tiến thương mại tại châu Âu. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân và xử lý kiến nghị ở huyện Quế Châu. Hải quan Hưng Yên hoàn thành thu ngân sách trước 2 tháng. Khắc phục sự cố canh xả tiêu cống Võng Phan. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở tổ cho ý kiến đối với nội dung về tình hình kinh tế xã hội, tình hình thi hành hiến pháp, thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước, chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chủ trương đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự và thảo luận tại tổ 12 gồm các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Bình, Ninh Bình, Hưng Yên và Bắc Cạn. Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, sự đồng hành giám sát hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt sát thực tế của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, mạnh, phức tạp, không thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi và phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, dự kiến đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều tồn tại bất cập, điểm nghẽn cản trở sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, đồng thời gợi mở đề xuất nhiều giải pháp đề nghị chính phủ nghiên cứu triển khai trong thời gian tới, như trong công tác chỉ đạo điều hành, chính phủ cần triển khai ngay nghị quyết tại hội nghị Trung ương 10 khóa 13 và chỉ đạo của Tổng Bí thư tiến hành rà soát hệ thống pháp luật về phát triển kinh tế. Vấn đề nào là rào cản trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc này. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần có các văn bản đề nghị chính phủ đưa vào chương trình xây dựng luật những vướng mắc trong thực tiễn, chọn đúng chuyên đề, nội dung giám sát để chỉ ra những tồn tại bất cập, kịp thời kiến nghị tháo gỡ về cơ chế chính sách. Cần tiếp tục có giải pháp căn cơ trong dự báo từ sớm từ xa, phòng ngừa nguy cơ lũ ống lũ quét, sạt lở đất, có cơ chế đặc thù, đặc cách mạnh mẽ hơn trong thực hiện các dự án di dân, tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà, mất đất sản xuất. Quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục làm tốt công tác dự báo phân tích phản ứng chính sách để không bị động, phối hợp chặt chẽ, hài hòa các chính sách kinh tế và xã hội, cập nhật tháo gỡ, giải quyết cùng một lúc những vướng mắc về các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng, tín dụng, nhà ở. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư tại châu Âu từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số sở ngành và 9 doanh nghiệp lớn của tỉnh đã làm việc với các doanh nghiệp, đối tác và Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10, tại Vương quốc Hà Lan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã làm việc với các doanh nghiệp và đơn vị, công ty thương mại Odins Holland Brower Bowes, giống cây hoa ly Hoa Lan KP Holland, đơn vị nhân giống và sản xuất cây trồng trong nhà, lãnh đạo Queensland tại tòa thị chính, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Tại các buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn đã giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách của tỉnh Hưng Yên trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đặc biệt là phát triển về hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang với các doanh nghiệp về công nghệ cao Hà Lan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và các doanh nghiệp Hà Lan giới thiệu những doanh nghiệp Hà Lan về hợp tác đầu tư tại tỉnh Hưng Yên cũng như các lĩnh vực có tiềm năng của Hưng Yên để đầu tư tiếp cận nông sản của tỉnh để xuất khẩu sang châu Âu. Tỉnh Hưng Yên sẽ có nhiều cơ chế chính sách tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hà Lan về Hưng Yên đầu tư. Thưa quý vị và các bạn,
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên thông báo tổ chức kỳ họp thứ 22 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp khai mạc vào lúc 14 giờ thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024 tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Với phương châm luôn chú trọng tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động trao đổi, đối thoại phù hợp với tình hình thực tế để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phản ánh, đề nghị của doanh nghiệp. Vì vậy, đến hết tháng 10, Chi cục Hải quan Hưng Yên sẽ sớm hoàn thành thu thuế xuất nhập khẩu trước 2 tháng. Đến nay, Chi cục đã thu nộp ngân sách nhà nước được trên 3.600 tỷ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng, đạt trên 98% dự toán các cấp giao. Hải quan Hưng Yên đã thực hiện 280.000 tờ khai, tăng 16,5% so với cùng kỳ, kim ngạch làm thủ tục đạt 10,5 tỷ đô la Mỹ. Có các doanh nghiệp có trụ sở nhà máy trên Hưng Yên thì họ vẫn làm thủ tục hải quan tại các đơn vị ngoài Hưng Yên và ngoài Cục Hải quan Hải Phòng. Chúng tôi cũng đã tổ chức các đoàn công tác xuống tìm hiểu để nắm bắt các thông tin. Chúng tôi cũng có giải thích các quy định về thủ tục hải quan. Thế thì đã có gần 10 doanh nghiệp cũng đã về làm thủ tục tại Hải quan Hưng Yên. Dự kiến là đến hết 31 tháng 10 thì Hải quan Hưng Yên sẽ đạt hoàn thành cái chỉ tiêu thu 3.700. Trong 2 tháng cuối năm thì sẽ cố gắng phấn đấu để đạt được cái mức vượt thu trên 10% cái chỉ tiêu giao thu. Hiện tại, số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất làm thủ tục tại chi cục 390 doanh nghiệp. Chi cục đã hỗ trợ tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhà đầu tư trong giai đoạn khó khăn, giúp phục hồi phát triển, đồng thời các khó khăn vướng mắc được xem xét chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm chứng từ giấy tờ, đơn giản hóa hồ sơ hải quan, phối hợp tốt các ngân hàng thương mại kho bạc trên địa bàn để doanh nghiệp thuận lợi nhất khi nộp thuế điện tử thông qua cổng thanh toán điện tử hải quan, đáp ứng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Xác định tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã tham mưu với tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển bảo hiểm y tế bền vững. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có 9 nhóm đối tượng với trên 650.000 người được tỉnh trích ngân sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền gần 300 tỷ đồng. Trong đó, riêng hộ có mức sống trung bình có gần 85.000 người được hỗ trợ trên 68 tỷ đồng. Còn lại các đối tượng khác như đảng viên có từ đủ 30 năm tuổi đảng trở lên, người tham gia các tổ thu gom rác tại các thôn khu phố, chức sắc tôn giáo, người từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 1.167.800 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 14.000 người so với năm 2023, đạt 97,6% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tỷ lệ bao phủ đạt trên 93,6% dân số. Tính đến thời điểm này, Quỹ Bảo hiểm y tế tỉnh Hưng Yên đã thanh toán khám chữa bệnh cho trên 1 triệu lượt người với số tiền trên 711 tỷ đồng. 5 năm qua, huyện Khoái Châu đã tích cực triển khai thực hiện quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh kiến nghị công tác tiếp dân. Việc kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo giúp hạn chế về tình trạng khiếu kiện đông người và góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đây là một buổi đối thoại của công dân xã Tân Châu với đồng chí Bí thư huyện ủy và đồng chí Bí thư đảng ủy xã. Tại buổi gặp gỡ, người dân phản ánh về khó khăn trong giao thông, ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa và tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, xã đã được đầu tư nâng cấp một số tuyến đường, đặc biệt là tuyến DH51, không chỉ hỗ trợ phát triển kinh tế mà còn có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai. Chúng tôi cảm nhận được là đây là cái thể hiện cái sự quan tâm, trách nhiệm của các tổ chức các cấp đối với người dân và đúng thể hiện cái ý đảng lòng dân với chúng tôi. Và chính vì vậy mà vừa rồi thực chất là nói chúng tôi có một cái tâm thư gửi các nhà lãnh đạo, xin cảm ơn các nhà lãnh đạo đã quan tâm cho người dân đúng thực sự
người dân đã hưởng lợi được cái tuyến đường này mà trở thành phong quang sạch đẹp và để hỗ trợ phát triển kinh tế được thuận lợi cho người dân. Đảng bộ thị trấn Khoái Châu với hơn 500 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc là điển hình trong công tác tiếp dân. Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 12 năm 2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Khoái Châu đã trực tiếp tiếp dân định kỳ 52 buổi và một buổi đột xuất, giải quyết kiến nghị cho 25 công dân. Các nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, chế độ chính sách, thu hồi đất và vệ sinh môi trường. Tôi thấy rằng thái độ và cái cách truyền đạt với người dân như chúng tôi rất là chu đáo, lắng nghe dân và cũng có những cái gì mà chúng tôi thắc mắc thì cũng giải trình chu đáo đầy đủ. Từ khi có quy định số 11 này thì bản thân tôi thấy nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là đồng chí Bí thư và đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân trong cái việc tiếp cận các cái ý kiến, kiến nghị của đảng viên và cử tri và nhân dân để làm ổn định tình hình ngay từ lúc ban đầu. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành văn bản triển khai quy định số 11 giúp người đứng đầu cấp ủy nghiêm túc tiếp dân, đối thoại và giải quyết kịp thời phản ánh của nhân dân. Trong 5 năm qua, huyện đã tiếp nhận 763 đơn phản ánh và khiếu nại, trong đó 572 đơn được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ban Thường vụ Huyện ủy chúng tôi, cá nhân đồng chí Bí thư thông qua cái buổi tiếp dân cũng đã chuyển các ý kiến, chỉ đạo của mình đến Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban ngành chức năng và cấp ủy chính quyền cấp xã thị trấn để thực hiện giải quyết các cái ý kiến của người dân. Và đồng thời thì cũng giải quyết ngay những cái vấn đề mà nhân dân còn bức xúc, còn băn khoăn đối với cấp ủy chính quyền. Thực hiện nghiêm quy định số 11 của Bộ Chính trị đã giúp công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư tại Khoái Châu đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Chiều nay tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết cuộc thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2024-2025. Tham gia hội thi có 40 giáo viên dạy môn ngữ văn và môn vật lý tại 23 trường trung học phổ thông công lập và tư thục trên toàn tỉnh đăng ký dự thi. Trong 3 ngày diễn ra cuộc thi, mỗi giáo viên thực hiện 2 nội dung, trình bày giải pháp biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục đã thực hiện ở nơi công tác và dạy một tiết học tại trường trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật. Các giáo viên đã thực hiện tốt các yêu cầu đổi mới trong soạn bài, giảng bài theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Kết thúc hội thi có 17 giáo viên ngữ văn, 16 giáo viên vật lý được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 82,5%. Hội thi đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn quan trọng, là cơ hội để các thầy cô giao lưu, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, do phát triển mạnh về dân số cơ học cho nên những năm gần đây trên địa bàn thị xã Mỹ Hào xuất hiện nhiều trường mầm non và các cơ sở trông giữ trẻ tư thục. Thực tế này không chỉ góp phần giảm tải cho các trường mầm non công lập đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương mà còn đáp ứng tâm tư và nguyện vọng của người lao động khi mà phải làm việc tăng ca tại các doanh nghiệp. Trường mầm non tư thục Hoa Hồng thành lập năm 2009 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân là trường tư thục đầu tiên ở Mỹ Hào. Từ đó đến nay, trường luôn duy trì 5 nhóm lớp với khoảng trên 350 trẻ từ 18 tháng tuổi đến 6 tuổi. Thời gian trông giữ là từ 7 giờ đến 17 giờ. Tuy nhiên, do đa số là con của công nhân làm việc trong các khu công nghiệp nên thời gian trông có thể lên tới 19 giờ khi phụ huynh có yêu cầu. Ngoài trông giữ, dạy các cháu theo quy định, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa ngoài trời để các cháu mạnh dạn, tự tin và hứng thú khi đến trường. Nhà trường cũng mở thêm những cái lớp năng khiếu để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh cũng như là năng khiếu của trẻ. Phối hợp với trung tâm Năng Quyết Linh dạy một tuần 2 buổi tiếng Anh cho trẻ với giáo viên người nước ngoài. Kéo dài thời gian trông thêm 1-2 tiếng để tạo điều kiện cho phụ huynh. Tôi gửi con năm nay là năm thứ 6 rồi. Tôi thấy chất lượng giáo dục cũng như dạy dỗ trẻ là rất tốt. Con phát triển được về khả năng về sức khỏe và cái trí tuệ. Tìm hiểu tại hai trường và hai cơ sở trông giữ trẻ tư thục trên địa bàn cho thấy cơ bản đều được đầu tư bài bản, cơ sở hạ tầng được xây dựng khá khang trang sạch đẹp, đồ dùng sinh hoạt, khuôn viên sân chơi đảm bảo đúng quy định của trường mầm non và nhà trẻ bán trú. Tôi thấy trường mầm non Tuyển Thần Tiên thì con có một môi trường hoạt động rất là năng động. Về mức chi phí với những gì mà con nhận lại được thì là phù hợp, bởi vì bé nhận được sự chăm sóc cũng như là được nhận được sự chỉ dẫn tận tình.
Thị xã Mỹ Hào hiện có 7 trường mầm non và 11 cơ sở trông giữ trẻ tư thục. Trước khi vào hoạt động, các cơ sở đều đáp ứng yêu cầu đủ phòng học, đồ dùng và đội ngũ giáo viên chuyên trách giảng dạy theo từng độ tuổi. Trung bình từ 1,5 đến 2 giáo viên một cháu. 100% các đầu bếp nấu ăn đều đã có chứng chỉ kỹ thuật, nghiệp vụ nấu ăn. Ngoài công tác giảng dạy theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục, trường còn tổ chức học tiếng Anh, âm nhạc, múa. Có thể nói rằng là với sự đổi mới sáng tạo và sự đầu tư của chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thì chất lượng giáo dục đối với chương trình giáo dục mầm non tại các cơ sở này tiếp tục được khẳng định và là một trong những cái động lực để giúp cho phong trào giáo dục mầm non nói chung và giáo dục mầm non ngoài công lập nói riêng tiếp tục được nâng cao. Năm học 2024-2025, thị xã Mỹ Hào có trên 2.500 trên gần 7.000 trẻ trong độ tuổi được gửi tại các cơ sở tư thục. Có thể khẳng định, việc xuất hiện các trường mầm non, cơ sở tư thục trên địa bàn có nhiều công nhân như Mỹ Hào là cần thiết. Nó không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống các trường công lập, mà còn góp phần quan trọng trong công tác trông coi, cũng như đảm bảo các cháu được đến lớp đúng theo độ tuổi. Với vai trò xây dựng lan tỏa văn hóa đọc và cung cấp thông tin kiến thức đến cho người dân, những năm qua các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động cũng đã phát động đa dạng về các nguồn lực sáng tạo trong cách làm để xây dựng các thư viện, tủ sách cộng đồng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến gần hơn với văn hóa đọc. Ngoài 70 tuổi, nhưng ông Dùng ở xã Song Mai vẫn thuộc như in trong đầu hàng trăm bài thơ, những mẩu chuyện lịch sử cùng nhiều kiến thức nông nghiệp trồng trọt khác. Đó là những gì ông tự hào có được khi thường xuyên duy trì thói quen đọc sách tại thư viện thôn Mai Viên. Hơn 5 năm kể từ khi được xây dựng, thư viện Mai Viên từ chỗ chỉ có vài trăm đầu sách nay đã lên đến gần 1.000 cuốn ở đủ các lĩnh vực, thu hút đông đảo độc giả tại địa phương đến mỗi tuần. Thư viện Mai Viên là một nơi mà giải quyết về phần tư tưởng. Chúng tôi chủ yếu là đọc những cái trang sách về lịch sử, về khoa học kỹ thuật, trồng trọt, nhất là quan tâm đến cái thơ ca của người cao tuổi mang đầy cái ý nghĩa cho cuộc sống này, cho tinh thần này và cho sức khỏe. Thứ ba và thứ sáu thì cũng mở cái cửa để cho nhân dân và các cháu đến để tiến hành đọc sách. Thế thì trong cái đọc sách thì nó giúp ích cho nhân dân địa phương có nhiều các cái mặt mà người ta rất là tâm huyết, nhất là các cái đầu sách mà được áp dụng về khoa học kỹ thuật này, thế rồi được truyền cảm về cái đời sống và lối sống này, thế rồi là các cái mặt của đời sống văn hóa của địa phương. Công trình thư viện cộng đồng tại thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường có quy mô rộng gần 200 m² với kinh phí xây dựng trên 2 tỷ đồng. Trang thiết bị thư viện gồm máy tính, giá kệ, bàn đọc trị giá hơn 1 tỷ đồng cùng gần 2.000 đầu sách. Toàn bộ đều được địa phương xã hội hóa từ nguồn lực đóng góp, ủng hộ của con em xa quê. Điều này đã mang đến luồng gió mới cho văn hóa đọc tại địa phương. Đây cũng là thư viện cộng đồng thứ hai mà Hiệp Cường xây dựng lên từ nguồn lực xã hội hóa trong 2 năm gần đây. Người con quê hương ở các nơi thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh là rất quan tâm đầu tư về cái lĩnh vực văn hóa đọc cho bà con nhân dân ở địa phương. Chính vì vậy cho nên là khi địa phương có ý tưởng là xây dựng các cái thư viện đọc thì được sự đồng thuận rất cao của người con quê hương ở các nơi. Tổng trị giá của hai khu vực cái nhà văn hóa cộng đồng, thư viện đọc của hai thôn là lên đến gần 5 tỷ đồng. Hiện nay hệ thống thư viện cộng đồng tại Kim Động ngày càng được mở rộng cả về số lượng và chất lượng sách. Ngày càng có nhiều địa phương quan tâm, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình thư viện, tủ sách cộng đồng như thư viện thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, thư viện xã Nhân La, Phú Thịnh, tủ sách thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, thư viện thôn Tiên Cầu và Lương Xá, xã Hiệp Cường. Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ thư viện tỉnh về đầu sách, địa phương về nguồn lực, người dân cũng tích cực tham gia ủng hộ sách hay, sách quý, hướng đến các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giới thiệu và giữ gìn những văn hóa đọc trong cộng đồng. Qua đó là mới mẻ nguồn sách và ngày càng đưa sách đến gần hơn với mỗi gia đình, mỗi làng xã để văn hóa đọc thực sự trở thành thói quen của mỗi người. Trận bão lũ vừa qua đã làm ảnh hưởng tới dự án xử lý khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở kênh xả tiêu cống Võng Phan tại vị trí km 12+010 đê tả sông Luộc, huyện Phù Cừ. Hiện nhà thầu đang tập trung khắc phục sự cố của công trình. Dự án trên có tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư. Đơn vị được chỉ định thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thịnh Phát Land. Do tác động của bão số 3, lũ trên sông Luộc lên rất nhanh, bê tông chưa đủ thời gian ổn định nên gây rạn nứt khoảng từ 5 tới 10 mét. Mưa lớn kéo dài khiến nước xâm nhập vào nền bờ kênh, gây mất ổn định bờ kênh.
một số khung dầm bê tông cốt thép bị rạn nứt. Mặt khác, đường bê tông có thiết kế tải trọng là 6 tấn, nhưng vẫn có xe chở vật liệu quá tải chạy qua, khiến mặt đường có nhiều vết rạn nứt. Hiện nhà thầu đã tập trung khắc phục bằng cách cắt bỏ phần bê tông bị nứt gãy để xử lý nền đường, sau đó sẽ thảm lại mặt đường. Quý vị và các bạn thân mến, thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.